hãy trao cho anh của Sơn Tùng. Những kỷ lục vượt xa phần sót lại của bố. Giới hãy trao cho anh, Sơn Tùng lần đầu thí điểm bề ngoài công chiếu bằng cách thức giao tu Beremire cài giờ đếm ngược, mỗi cá nhân có thể chia sẻ dù chưa có. Điều đáng nể là, dù lần đầu thí điểm bề ngoài ban hành mới, nhưng của Sơn Tùng đã đạt thành tích bỡ ngỡ 635.000 lượng di trực tiếp cùng lúc. Theo số liệu có từ Analytics Vintime, này đã đạt các số lượng sau. 1 triệu di sau 8 phút ban hành. 2 triệu di sau 14 phút ban hành. 6 triệu di sau 75 phút ban hành. 10 triệu di sau 3 giờ 17 phút ban hành. Thành tích này là một kỷ lục cực kỳ lớn mà chưa từng có ca sĩ Việt Nam nào đạt. Ngay cả với ca sĩ nước ngoài, việc có số di cũng trong không quá lâu như thế cũng chính là điều khó khăn. Với tốc độ tăng di chóng mặt như thế, việc hãy trao cho anh cán mốc hàng trăm triệu di chỉ là điểm thời gian. Bởi vậy, không ngoan ngôn kia nói rằng, Sơn Tùng đã vượt xa phần sót lại của bốt bên trên một số phương diện nhất định. Để đạt thành tích lớn như thế hiển nhiên chưa hẳn sự ăn may. Sơn Tùng cùng ekip của bản thân đã sự thật có các toan tính, chiêu trò rất chi là không ngoan. Tại Việt Nam, Hà Anh Tuấn nổi lên trong thời gian qua như một hiện tượng độc đáo về sự nắm bắt thị phần, từ việc sử dụng âm nhạc gợi nhớ về thời thanh xuân, cô dơ hiu cũ, chọn lựa khoảng không âm nhạc, nghệ sĩ hợp tác chung tới kiến tạo hình tượng, media riêng. Nhiều người còn cho rằng, sự khét tiếng của Hà Anh Tuấn chủ yếu nằm ở cái đầu biết toan tính, sử dụng chiêu trò không ngoan của anh hơn là giọng hát. Và Sơn Tùng với sự quay về lần này cũng chính là một nổi bật cho việc sử dụng bộ não nhiều hơn âm nhạc đơn thuần. Thành công bùng cháy của các nhóm idol đang khuynh đảo châu Á bây giờ như Bác Binh trước chính là Big Bang, Hai Đêm, là nhờ khai thác các xu hướng nhạc mới đang đông đảo công chúng ra chuộng, Hilwa, Toby Kanghause, Trang, Redgy, Gantara, Mungbora. Đã kết hợp chiến thắng một chút bốt nhẹ của châu Á với các chuyên mục nhạc Latin, urban hiện đại. Nhờ đó, nhóm đã vượt khỏi ranh giới châu Á để vươn tầm nước ngoài, tấn công các thị phần như Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu. Thành công của là công dụng của việc thế giới hóa âm nhạc, dung hòa các chuyên mục nhạc đang các cộng đồng nghe nhạc đông đảo nhất ra chuộng, không nhận biết vùng miền, màu da. Nếu trước đây, Sơn Tùng học hỏi khá nhiều từ Big Bang, thì bây giờ, anh nhanh nhạy chuyển mình sang. Nhờ đó, anh đã tiếp cận cộng đồng nghe nhạc bốt một trong hai cộng đồng cày di cũng nhất giao tu be. Phân cảnh của Sơn Tùng. Phân cảnh trong y đông của. Biết Mơn Bô Rao đang là hoa trên bên trên nhân loại, Sơn Tùng đã học hỏi Linh Bơn, Linh U Dơ để đưa nó ăn đô ca khúc mới của chính mình. Nhưng cái tài của Sơn Tùng chưa dừng lại ở đó. Ngoài cộng đồng bốt, anh cũng biết, lực lượng cày di cũng thứ hai bên trên giao tu be hiện giờ là cộng đồng nghe nhạc Latin. Vì thế, Sơn Tùng liên tục nhanh nhạy sử dụng Latin di be ăn đô dòng sản phẩm âm nhạc mới của chính mình, qua việc pha trộn sang xa, rét ghi, trang. Việc ngày càng tăng gia vị này vừa khiến ca khúc mới của Sơn Tùng nghe cát chi, bắt tai, lại vừa mềm miệng và mượt mà quá, dễ nghe hơn với người Việt. Và cần thiết hơn cả, nó đã tiếp cận cộng đồng nghe nhạc Latin ở Nam Mỹ, Bắc Mỹ ăn khắp châu Á.
xu hướng làm bắt kịp quả. Trong xu thế toàn cầu hóa âm nhạc, việc các nghệ sĩ từ mọi sắc tộc, non sông hợp tác fit với nhau đã biến thành phổ biến. Xu hướng fit nhạc bắt đầu từ Vu Sớt Anh mới lan sang bốt trong thời gian gần đây, với đại diện thay mặt tiêu biểu là không chỉ có fit với nghệ sĩ nội địa mà còn fit với nhiều nghệ sĩ nước ngoài để lấy hình ảnh mình ra xa hơn. Ở Việt Nam, việc fit nhạc thường diễn ra ở giới underground, rapper, không thường có mặt với nghệ sĩ mai dream, anh cũng chỉ fit nghệ sĩ nội địa với nhau. Sơn Tùng với bản lĩnh nắm bắt xu hướng nhanh nhạy, anh giao lưu và học hỏi từ, đã chơi trội khi mời hãng Đúc Đốc tới fit cùng mình. Việc mời Đúc Đốc là một trong bước chân khôn ngoan của Sơn Tùng, khi vừa tận dụng tên tuổi của anh để tiếp cận thị phần nước ngoài, lại vừa bắt đúng trên mân bô ram mà Đúc Đốc là bậc thầy. Nhiều người cho rằng, phần có mặt của Đúc Đốc quá ngắn. Nhưng với việc fit nhạc, nghệ sĩ chỉ cần có mặt anh DJ cũng đủ tạo cho dấu ấn cho dòng sản phẩm. Và rõ ràng, Đúc Đốc đã tạo nên khí chất khác hẳn cho dòng sản phẩm này của Sơn Tùng. Chưa dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn tiên phong xu hướng khi thiết kế kiểu lăng xê tên thương hiệu thời trang. Thời trang luôn là điểm cần thiết với nghệ sĩ mọi khi làm, ai cũng muốn mặc các bộ đồ đẹp nhất trong của chính mình. Nhưng ở Việt Nam từ trước đến nay, nghệ sĩ chủ yếu mặc đồ theo kiểu đẹp, hợp concept thì mặc, phục trang hoàn toàn có thể tự phong cách thiết kế hoặc mua theo một số trong những tên thương hiệu. Cách làm này không tôn lên quý phái thời trang của nghệ sĩ. Trên quả hiện giờ đang có xu hướng thiết kế tên thương hiệu thời trang. Theo đó, nghệ sĩ chỉ sử dụng phục trang của một số trong những tên thương hiệu thời trang trong quảng anh làm nổi nói lên cho những người xem thấy. Đây là các tên thương hiệu mà bạn dạng thân nó đã sang chảnh, tiêu xa, đắt giá, nên có công dụng trong công việc cải tiến dược bậc quý phái của nghệ sĩ, khiến nghệ sĩ cũng cao cấp, sành điệu, chất hơn. Một số tên thương hiệu thời trang điển hình là Gucci, Gang Linburn, Yeza, Semigold, ở cách này, chất thời trang toàn lên đậm đặc anh biểu thị rõ nghệ sĩ là kẻ có gu, thẩm mỹ. Và rõ ràng, nhờ cảm giác thời trang mà cách này đã tạo nên cả một phong trào trong văn hóa đại chúng. Học hỏi các nghệ sĩ bên trên, Sơn Tùng cũng thiết kế kiểu tên thương hiệu thời trang sang chảnh, tuyệt hảo ăn quý phái. Trang phục hình tiết dây xa xe rong. Họ tiết trong phong cách thiết kế của cũng chính là hình tiết kinh điển của dây xa xe. Chưa thể, Sơn Tùng còn khá hội nhập khi mời nguyên dàn mẫu nóng bỏng anh đô của chính mình. Trong đó có các cơ thể mẫu khét tiếng Madison Bill. Cách làm như thế mang đậm quý phái Vu Sớt, nhưng lại nhẹ hơn một chút để phù hợp văn hóa Á Đông. Ranh giới mong manh giữa giao lưu và học hỏi ăn đạo nhạc, đạo. Tuy đầu tư là thế, nhưng dòng sản phẩm mới mẻ này của Sơn Tùng vẫn có các dấu hiệu mang nghi ngờ đạo nhạc, đạo. Việc thiết kế thời trang chỉ mặc đồ Yeza Se, khoa logo Yeza Se của Sơn Tùng rất giống Yeza Se của Migos. Chi tiết sử dụng thú dữ hoàn toàn có thể tìm thấy trong Gucci Gang của Linburn. Hổ trong của Sơn Tùng. Hổ trong Gucci Gang. Khoa logo Yeza Se trong của Sơn Tùng. Khoa logo Yeza Se trong Yeza Se. Một cảnh trong Everyday của Winner. Một cảnh trong của Sơn Tùng. Đoạn khởi đầu của Hãy Trao Cho Anh bị một số trong những người nghe cho là giống với ra dết của Aziz. Một số khác lại cảm nhận thấy giai điệu hơi giống y đông của. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn đang nằm trong ranh giới mong manh giữa đạo nhạc, đạo anh chịu ảnh hưởng. Các nghệ sĩ vẫn thường chịu ảnh hưởng lẫn nhau trong công việc giao lưu và học hỏi, làm nhạc. Bởi vậy, không hề cam kết Sơn Tùng có đạo nhạc, đạo hay không. Điều cần thiết nhất mà Sơn Tùng đã làm khi trình làng dòng sản phẩm Hãy Trao Cho Anh là biểu thị sự đổi mới, thay đổi không kết thúc của chính mình. Anh bản lĩnh nghiên cứu và phân tích, nắm bắt thị phần tài tình bằng một bộ óc không ngoan. Không cách vậy, nó còn biểu thị rõ một Sơn Tùng đang nhắm đến nước ngoài, bước ra thị phần quả, chứ không chỉ có bó hẹp nội địa. Điều này đúng như lời Đàm Vĩnh Hưng từng nói, người có bản lĩnh dương xa ra châu Á hiện giờ là Sơn Tùng.